Hi, xin chào các bạn. Hôm nay mình rất là vui khi được gặp lại các bạn trong cái video ngày hôm nay. Nên mình sẽ giới thiệu với các bạn đây. Mình đang đứng trên một cái cây thanh long khá là to nha các bạn. Cây thanh long này khá là to và nó đang có trái ha. Thanh long này thì đã được 5 năm tuổi rồi các bạn, 5 năm tuổi. Và nó có rất là nhiều cái trái như thế này. Nó xung quanh nó nhiều lắm các bạn, nhưng mà mình không có quay hết cho các bạn nhìn cái cây lâu năm không? Nó rất là to ha. Còn những cái cây mà mới các bạn nhìn nó non, nó có màu non khác biệt so với cái màu trên cao kia. Màu trên cao kia là màu nó già rồi nên là nó màu nó sẽ rất là đậm. Thanh long này là thanh long ruột trắng nha các bạn. Thanh long ruột trắng. Đây là một số trái nó được trụng cái hoa. Đây là nè, còn non. Non có nghĩa là mới vừa mới chớm ra thì nó còn cái hoa các bạn. Đây là những cái hoa này nó sắp rụng rồi, nó sắp rớt ra khỏi cái trái, nó lên từng tầng thế. Và đây là cái hoa nó đã rớt cái bông ra rồi, này thanh long nó rớt cái bông ra rồi này cả nhà, này nó còn trơ trọi nó mình nó thôi, nhìn ngon quá các bạn. Cái thanh long này nó rất là hay là khi nó còn sống như này thì toàn thân nó là một cái màu xanh, toàn thân luôn. Còn khi nó đã chín rồi thì cái toàn thân nó cũng đều là màu đỏ và có cái khúc trên đầu đây là màu xanh. Đó, bạn thấy không? Mình quay gần lại cho các bạn xem nha. Đấy. Xem này đó, các bạn có thấy thế nào? Khá là đẹp không các bạn? Khá là đẹp. Thanh long này thì nó trồng cũng khá là dễ các bạn. Mình chỉ cần chặt cái nhánh già về và mình cắm xuống thì sau một thời gian nó sẽ mọc ra, nứt ra và nó ra. Mình đặc biệt là mình phải làm cho nó một cái trụ nha các bạn, một cái trụ thật là to và vững chắc để nó có thể là dựa vào đó là nó sống nha. Chứ mà nhỏ quá là nó to lên nó sẽ ngã mất cái cây. Đó là cái thanh long. Thanh long này thì ăn cũng khá là tốt cho da các bạn, ăn rất là tốt cho da, nó làm cho da chúng ta cung cấp nhiều các vitamin đó, nên là làm da của chúng ta rất là đẹp. Cái thanh long này thì gai, nguồn thân vừa nói là gai, phủ gai các bạn, những cái chỗ này nhấp nhô đây này là gai các bạn. Đó, vừa rồi mình đã giới thiệu xong cho các bạn đây là cái cây thanh long nha các bạn. Bây giờ thì mình xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những cái video tiếp theo. Bye bye.